vòng năng lượng như thế nào. Mời các anh chị chúng ta đứng lên ạ. Và mở đèn ạ. Hệ Tiên sẽ nói rằng là lê lê lê, các bạn sẽ nói vô 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 3 lần. Và khi nó sút thì các bạn nói cái gì đó. Chuẩn bị. Lê lê lê. Các bạn có muốn điều đó mà? Muốn. Chắc chắn. Và nếu mà chúng ta muốn đá cái trái banh đó vào trong khung thành thì 3 tháng chúng ta sẽ luyện một lần đá. Hay là mỗi ngày các bạn? Mỗi ngày. Mỗi ngày. Và sự thật ngày hôm nay, Tiên vô cùng cảm ơn OTG và hệ thống số 7 đã giúp cho Tiên đến đây để có thể chia sẻ với các bạn một cái đề tài rất là tuyệt vời. Đó là xây dựng cái nền tảng sự nghiệp của chúng ta bền vững cùng với chiến lược BDM của Star của Nuki. Trước hết thì Tiên muốn chia sẻ về bản thân Tiên. Hãy vô cùng cảm ơn hai MC xinh đẹp. Mà trước khi đến với Nuki thì Tiên có 40 năm làm công tác quản lý trong ngành giáo dục và bảo hiểm nhân thọ. Đây là hai cái nghề mà Tiên vô cùng thích các bạn. Cho nên Tiên cũng có một số cái kết quả nhất định, một số cái thành công nhất định. Nhưng khi Tiên ở trong ngành giáo dục thì Tiên có gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Bởi vì cho đến giờ phút này thì Tiên và hai con đã đồng hành và vượt qua rất nhiều cái khó khăn trong cuộc sống để phát triển và có tới ngày hôm nay. Thì khi Tiên ở trong ngành giáo dục thì con càng ngày càng lớn và cuộc sống càng ngày càng khó khăn, thì Tiên luôn luôn muốn đi tìm một cái cơ hội mới. Và Tiên đã chuyển sang cái ngành bảo hiểm nhân thọ. Với 15 năm làm công tác bảo hiểm nhân thọ, tiền Tiên có, nhưng Tiên đã trả một cái giá rất đắt. Đó chính là có những lúc Tiên muốn nhìn cái con thằn lằn cắt lưỡi trên trần nhà, nhưng không được. Và một điều kỳ diệu xảy ra là Tiên đã gặp nuôi Kim. Nhưng thực sự với phụ nữ, chết thì không sợ, nhưng mà lại sợ xấu. Và cái điều mà thu hút đầu tiên chính là cái chiếc máy Garmin Spa Demo. Và người ta nói rằng chỉ có từ 3 cho đến 5 phút thì mình sẽ trẻ lại từ 3 cho đến 5 tuổi. Và Tiên đã đưa cái mặt của mình ra để trải nghiệm và móc tiền trong túi ra để trả, mà không nghĩ được rằng chính cái dòng Phật Manet ở phía bên trong, công nghệ iCloud lúc đó thực sự cần cho cái sức khỏe của Tiên. Và phải nói Tiên vô cùng cảm ơn Nuki, vô cùng cảm ơn sản phẩm và những công nghệ iCloud đã giúp cho Tiên giữ mãi tuổi 20 cách đây 44 năm về trước. Thưa các bạn, đây là hình Tiên chụp cách đây 8 năm. Nó có Photoshop. Chứ nếu bây giờ Tiên chụp mà có Photoshop chắc chắn là trẻ trung hơn. Đây là cái bức hình mà là một cái kỷ niệm trong một cái bộ hình. Lúc đó thì sức khỏe của mình không có được tốt. Cho nên có một cái người bạn muốn ghi lại, muốn lưu lại cái bức hình của gia đình. Để lỡ mình có cái chuyện gì xảy ra, gia đình cũng vẫn còn giữ lại những cái bức hình này. Và thật sự cái điều mà Tiên tâm huyết với Nukin, cái điều mà Tiên nhận ra thì đó chính là sức khỏe. Bởi vì suốt 15 năm thì Tiên có hơn 10 năm làm việc xa nhà. Tiên ròng rã đi đi lại lại giữa thành phố Hồ Chí Minh và một cái tỉnh ở miền Trung trong cái vai trò giám đốc một cái văn phòng bảo hiểm ở tại miền Trung. Và lúc đó thì Tiên có một cái cảm giác mà sau này Tiên giật mình, vì chính cái ngôi nhà Tiên ở chính là cái phòng trọ, mà cái văn phòng Tiên làm việc chính là cái ngôi nhà. Và từ đó Tiên mất cả sức khỏe, Tiên mất cả tài chính, và sau này Tiên mất luôn cả một cái sự nghiệp Tiên đã đeo đuổi 15 năm. Thưa các bạn, cuộc sống nó là một cái điều kỳ diệu. Nó có thể giúp cho chúng ta đạt được cái điều ta mong muốn. Nhưng đối với Nuki thì làm sao?
Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn một cái nền tảng mà chúng ta xây dựng để vững chắc. Thì cái nền tảng đó nó phải như thế nào? Nó có phải bắt đầu là một đời người, một vườn rau hay là một vườn cây? Nếu chúng ta trồng rau thì cái điều quá đơn giản. Chúng ta chỉ cần tìm cái hạt giống mà chúng ta gieo xuống, chúng ta chăm bón và qua ngày hôm sau chúng ta có thể gặt hái và chúng ta sẽ kết thúc một cái chu trình kinh doanh của chúng ta. Nhưng chúng ta nếu muốn cái lâu dài hơn nữa, nếu muốn cái nền tảng nó bền vững hơn nữa, nếu kinh tế phát triển hơn nữa thì chúng ta có thể trồng một cái vườn rau, vườn là vườn cây. Một vườn cây chắc chắn nó phải kéo dài từ 3 cho đến 5 năm hoặc là hơn nữa thì cái vườn cây đó nó mới xum xuê và nó mới có ra trái để cho chúng ta có được cái kết quả đó. Đúng không các bạn? Đúng. Đúng không các bạn? Yeah. Như vậy trong hai bức hình này các bạn chọn bức hình nào? Chắc chắn là các bạn sẽ chọn cái bức hình là một vườn cây. Nhưng với Nukin thì không phải là như thế. Một đời người, một rừng hoa hay là một rừng cây? Nếu chúng ta chọn một rừng hoa rất là rộng và chúng ta có thể gặt hái trong cái kinh doanh của chúng ta, hoa thì có thể nở và có thể tàn, nhưng tàn rồi cũng sẽ có hoa để nở, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng sẽ gặt hái. Nhưng để mà bền vững, để mà phát triển lâu dài, để mà thực sự chúng ta mong muốn có một cái sự kế thừa về sau, thì tại sao chúng ta lại không chọn một rừng cây quý? Nhưng thưa các bạn, rừng cây quý bây giờ là rừng quốc gia. Cá nhân của chúng ta có thể trồng được rừng cây như thế này được không các bạn? Chắc chắn là không. Và các bạn có bảo vệ được lâm tặc không ạ? Chắc chắn là không. Đúng không ạ? Như vậy rõ ràng trong kinh doanh chúng ta cũng mong muốn xây dựng bền vững, chúng ta cũng rất muốn chọn cái rừng cây quý. Nhưng chúng ta có nhân được nhiều cái rừng cây quý hay không? Khả năng về kinh tế, khả năng về tài chính, khả năng về thu hoạch, khả năng về quản lý, chúng ta rất nhiều cái hạn chế. Vì chính những cái sở hữu đó trong kinh doanh và chính bản thân Tiên cũng là một cái sở hữu trong kinh doanh truyền thống cũ mà Tiên đã nhận lãnh hết tất cả những cái điều mà vào năm 61 tuổi mình có thể cảm giác được rằng đó là cái năm cuối cuộc đời của mình. Như vậy, Nukin là gì các bạn? Kinh doanh bền vững với Nukin là gì? Có phải chăng chúng ta kinh doanh một mình hay là kinh doanh cả một rừng người? Rừng. Vâng, với Nukin là chúng ta kinh doanh cả một rừng người. Nếu các bạn đồng ý thì hãy cho một tràng pháo tay ạ. Nếu chúng ta kinh doanh cả một đời người, tức là chúng ta kinh doanh không có sở hữu. Bởi vì chúng ta chỉ cần phát triển cái ý chí lãnh đạo, phát triển cái vai trò lãnh đạo của những người cùng cộng tác với chúng ta. Như vậy, từ xưa đến giờ chúng ta có một cái quan niệm rất là đơn giản. Chúng ta là một người độc tôn, là một người chủ kinh doanh. Không bao giờ chúng ta chia sẻ những cái kinh nghiệm nào đối với ai. Nhưng rõ ràng đối với Nukin, chúng ta có cả một cái hệ thống con người. Cả một cái hệ thống con người vô cùng thông minh, vô cùng giỏi giang hơn chúng ta, vô cùng xuất sắc hơn chúng ta. Như vậy, khi chúng ta đã chọn được một cái kinh doanh đó, chúng ta hiểu được cái kinh doanh đó, thì rõ ràng đây chính là chiến lược BDM Star của Nukin. Hãy cho một tràng pháo tay với cái chiến lược này. Thưa các anh chị, chúng ta có cần quen biết với tất cả rừng người này không các bạn? Chắc chắn là không. Và chúng ta không biết họ từ đâu đến. Nhưng với một rừng người này không có con số cuối cùng, đúng không ạ? Bởi vì ngày hôm qua, hai ngày qua mình nghe anh đi nói chuyện, mình cảm thấy được rằng với một cái hệ thống rộng lớn, với một cái hệ thống tầng sâu vô cùng, chúng ta không cần biết ở đâu đấy. Và chúng ta không biết được rằng trong 3 năm, 5 năm, 10 năm nữa, hoặc là thậm chí 20 năm nữa, con cái chúng ta kế thừa rừng người này ở đâu. Vậy khi chúng ta chọn một cái sự nghiệp, chúng ta quyết định để chúng ta thực hiện và nó bền vững như thế nào? Thưa các bạn, đây là sơ đồ của chiến lược BDM Star. Nó vô cùng đơn giản các bạn. Nó rất là đơn giản. Hồi nãy thì có nghe Sơn trình bày về hệ thống số 7, về những thói quen làm cốt quá tuyệt vời. Trong đó có một cái điều mà chúng ta cần quan tâm, đó là sự nhân bản. Chúng ta nhân bản từ bản thân chúng ta.
chúng ta làm tốt từ bản thân chúng ta, chúng ta sẽ phải trở thành những viên ruby, và những viên ruby vững chắc. Chúng ta tạo ra nhiều những viên ruby vững chắc và chúng ta nhân rộng ra nhiều viên ruby vững chắc. Đó chính là chiến lược BDM Style. Vô cùng đơn giản. Và khi chúng ta nhân rộng như vậy, chúng ta chia sẻ như vậy, thì các bạn thấy được rằng không phải chúng ta chỉ thay đổi cuộc sống cho chúng ta, mà chúng ta thay đổi cho cuộc sống rất nhiều người. Khi chúng ta trở thành Virubi, thì chúng ta hãy giữ cái cam kết có kinh doanh tốt với Nukin trong vòng 4 tháng thì chúng ta sẽ trở thành ngôi sao. Ngày xưa bản thân Tiên, bản thân chị Nga, bản thân những người mà đã từng là nữ hoàng của một cái gì đó, luôn luôn có một cái tư tưởng độc tôn. Xin lỗi chị Nga. Phải không ạ? Luôn luôn có một cái tư tưởng độc tôn là mình phải là một người giỏi nhất, mình phải là một ngôi sao sáng nhất. Đôi khi trên bầu trời đó duy nhất chỉ có mình là sao mà thôi. Đúng không các bạn? Đúng không các bạn? Vậy bây giờ làm việc với Dokin, chúng ta trở thành sao khi chúng ta đã cam kết? Chúng ta cũng muốn tất cả mọi người đều trở thành sao không ạ? Vâng, một tràng pháo tay nữa cho BDM Star. Và thưa các bạn, Tiên chỉ muốn các bạn trả lời cho Tiên một từ yes thôi khi Tiên nói câu này. Chuẩn bị. Anh chị phải trở thành Ruby. Yeah. Dạ, apply nói với Tiên câu đó. Lúc đó Tiên chưa hề biết là làm Ruby phải làm như thế nào. Nhưng khi apply nói Tiên phải trở thành Ruby thì Tiên nói yes. Yeah. Yes. Vâng, Tiên kể lại câu chuyện ngày hôm qua. Các bạn thấy trong cái đêm dreamer ngày hôm qua trời giấc mơ là các bạn thấy cái màn mở màn đó hay không các bạn? Vâng, thì Tiên cũng đâu có biết kịch bản các bạn, mà tất cả mọi người cũng đâu có biết kịch bản, đúng không ạ? Thì Bảo lên đi tập, thì Bảo mới dòm thì mới phân công đi dẫn Bảo Tuyết, Tài dẫn Bảo Cát, dòm. Cô Tiên leo núi. Chỉ có bên nhiêu vậy thôi các bạn. Và rõ ràng là cô Tiên nhẹ. Có thể là cái gốc của Tiên là gốc giáo viên, cho nên Tiên có thói quen rất là tuân thủ. Và Tiên nói yes. Leo luôn. Vâng, leo luôn. Và khi tập, các bạn có thấy được rằng apply là người thương mình nhất. Có bao giờ muốn mình thất bại đâu. Chắc chắn. Thế là có một cái sự phân công. Minh Nguyễn nằm bẹp ở dưới. Yes. Bi Nam lưng rộng. Sao ạ? Gánh nặng ở giữa. Yes. Vâng. Tài nhà mình đứng lên trên. Và cái câu nói của Tài làm cho mình nhớ giống như apply đã dẫn dắt mình. Chị ơi, chị leo từ từ. Chị đặt cái chân phải lên trên vai em để em giữ cho kỹ. Nhớ đừng đạp đầu em. Vâng. Và như vậy rõ ràng khi các bạn muốn trở thành Ruby, muốn trở thành sao, các bạn hãy nhớ apply. Và Tiên đã nói rồi, khi chúng ta trở thành Ruby vững chắc thì chúng ta rất mong muốn những người khác cũng trở thành Ruby vững chắc. Như vậy rõ ràng các bạn thấy ngày hôm qua có đàn ngựa xuất hiện ở đây. Đúng không ạ? Nếu chúng ta cùng phi đất ngựa, cùng phi, cùng đồng lòng, đó chính là tuyến dưới của chúng ta. Cùng phi, cùng trở thành Ruby vững chắc, cùng trở thành sao. Đó chính là chúng ta tạo ra sao các bạn. Và cái phần thứ ba, buổi tối ngày hôm qua khi đèn tắt, cái gì nhấp nháy các bạn? Sao? Vâng, tất cả những cái ngôi sao của các bạn cầm trên tay, các bạn đã lắc rất là nhiều ở trong cái hội trường này, đúng không ạ? Tại sao chúng ta làm ra điều đấy? Bởi vì chúng ta nhìn về một hướng, bởi vì chúng ta muốn cái bóng tối đó có những cái ánh sáng thật là tuyệt vời từ chính các bạn. Vì khi các bạn đã làm sao thì Thiên Quốc Ban Tặng đã nhân rộng ra rất nhiều cái ngôi sao. Như vậy rõ ràng bầu trời càng đẹp càng nhiều sao. Yeah. Bầu trời buồn chỉ có một ngôi sao. Yeah. Trời mưa sao rụng coi như tàn luôn. Và thưa các bạn, chiến lược này đã được minh chứng
Cách đây 2 năm Tiên đi Singapore, được lời khuyến cáo của Upline, Tiên sắp gói Tiên đi. Thì các bạn thấy rõ ràng là Tiên đi thì Tiên cũng cảm nhận rất là nhiều, đó là Nuking là một cái sự thật rất là thành công. Nhưng khi Tiên quay trở lại vào tháng 7 vừa rồi thì Tiên thấy hoàn toàn khác. Và cái điều mà đánh động với Tiên nhất đó chính là trên 100 người trong câu lạc bộ triệu phú mới, và phần đông là các bạn trẻ. Và những người 5 triệu, 20 triệu, cao hơn nữa, họ đã xuất hiện trên sân khấu lần nữa. Và Tiên nói với các bạn, khi với cái chiến lược BDM mà chúng ta chấp hành tốt, thì chúng ta không còn là cấp số cộng mà chúng ta là cấp số nhân. Và cấp số nhân rất nhanh. Tiên là một cái người rất dốt toán, bởi vì Tiên là người đi theo nghệ thuật các bạn, đi theo văn chương. Cho nên các bạn đưa tiền Tiên đếm thế nào đếm cũng lộn. Nhưng bây giờ Tiên biết rất đơn giản với cái chiến lược này. Là sao các bạn? Rất đơn giản, chỉ có 1 cộng với 4. 1 cộng với 4 thì chúng ta sẽ ra viên ruby vững chắc, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ ra thành sao. Và điều này Tiên vô cùng cảm ơn chính người thống số 7 đã giúp cho Tiên điều này. Và cách đây một thời gian, khi Tiên đi dự SOV lần đầu tiên, Tiên chỉ đi có một mình. Dù là Upline đã khuyến cáo rất nhiều lần, và Tiên cảm ơn Thảo Lê. Cái hôm đó nhà Tiên có việc rất cần, nhưng bạn có nói một câu: chị hãy sắp xếp để chị đi, chị không đi thì chị tiếc. Về suy nghĩ, gác chân trên trán nghĩ hoài, quyết định đi, bỏ lại một cái công việc rất lớn ở gia đình. Và đêm đó Tiên đã khóc. Là tại sao Tiên đi dự SOV mà Tiên đi dự một mình? Và Tiên về Tiên nói với Upline, Tiên quyết tâm lần sau không bao giờ Tiên đi một mình. Và từ đó về sau Tiên đi luôn luôn có 1+1, thậm chí 1+4 và có 1+9. Chính điều đó đã đưa cho Tiên lên một cái nền tảng thành công của ngày hôm nay. Và thưa các anh chị, số phận là do chúng ta quyết định. Khi chúng ta đưa những cái hình lên mà có cái hình bằng bàn tay các bạn, thì bạn bè Tiên bên ngành mầm non nó mới nói: ủa, làm gì mà sao giống như xòe bàn tay đếm ngón tay, tức là xòe ra 5 ngón. Nhưng người ta không hiểu cái nguyên nhân, không hiểu cái lý do. Tiên thì Tiên thích cái bàn tay kiểu này. Đây là một cái bàn tay phù thủy, nó mọc ra như vậy đó các bạn. Cứ 1+4, 1+4, các bạn thích không các bạn? Cứ 1+4, 1+4, 1+4. Đấy. Và một ngày nào các bạn mơ, các bạn sẽ thấy rằng con số cuối cùng không bao giờ xuất hiện. Vì chúng ta không biết ở đâu trên cả thế giới này đều là những người thuộc về chúng ta. Bởi vì chúng ta đã làm gì các bạn? Đã làm chủ của những ông chủ, chủ của những người chủ, chủ của những người chủ định cái cuộc đời của người ta. Cuộc đời của người ta không phải là chỉ một cuộc đời của người ta đâu, mà cuộc đời cả con, cả cháu và nhiều hơn nữa. Các bạn thấy rõ ràng đó là một cái ngành, đó là một cái kinh doanh mà không ở đâu khác. Và thưa các bạn, nếu chúng ta có một cái suy nghĩ tốt thì chúng ta sẽ hành động. Và nếu chúng ta gieo hành động thì chúng ta sẽ gặt thói quen. Chúng ta gieo thói quen thì chúng ta sẽ gặt tính cách. Và chúng ta gieo tính cách thì chúng ta sẽ gặt số phận. Và ông bà mình nói rằng số phận là do chính chúng ta đã có sẵn. Nhưng nếu chúng ta không đủ can đảm để thò bàn tay chúng ta xoay chuyển số phận, thì chúng ta đã định được cái số phận của chúng ta rồi. Hôm nay có anh Điên với chị Dung, Tiên bật mí chút xíu. Cách đi cái thời gian đầu Tiên đi theo anh chị, sự thật Tiên chưa hề là nhà phân phối. Bởi vì chỉ có cô bạn Tiên làm thôi các anh chị. Lúc đó Tiên còn làm công ty cũ. Nhưng bởi vì Tiên tung hoành quá, Tiên khỏe quá, Tiên quậy quá, Tiên nhận một cái đơn, đơn phương từ chức đuổi việc vì dính MLM. Và đó chính là một cái mà Tiên hay nói quen. Như vậy số phận thách thức mình vào năm 61 tuổi. Và một lần nữa, Tiên nghĩ rằng Tiên đã hết duyên với cái cũ, và Tiên đã chọn cái mới. Thưa các anh chị, công việc cụ thể của tôi bây giờ là tạo ra công việc cho mọi người. Công việc cho mọi người là hãy trở thành
ruby vững chắc, tạo thành nhiều ruby vững chắc, nhân rộng thành nhiều ruby vững chắc để bầu trời của chúng ta luôn luôn sáng vì những vì sao lấp lánh. Và những phật tử xứng đáng của chúng ta, đây là những chuyến tưởng thượng, và trên sân khấu này Tiên đã trở thành viên ruby và Tiên đã cảm ơn, Tiên đã xúc động. Nhưng lúc đó Tiên cảm ơn một cách tiêu cực các bạn, là cảm ơn những cái người đã bỏ rơi tôi, cảm ơn những cái người đã không hiểu tôi, cảm ơn những cái điều không bỏ cuộc và chính bản thân tôi. Nhưng bây giờ hồi sáng Minh Anh nói một câu: quá khứ đừng dằn vặt. Vậy bây giờ mình là con người không bao giờ bỏ cuộc, chỉ có chiến thắng mà thôi. Và khi các bạn nhân rộng sao ra, sao chép sao, thì chúng ta cũng sẽ có những chuyến tưởng thưởng vô cùng. Mà hồi nãy Tiên nghĩ rằng tất cả mọi người cũng đã chia sẻ cho chúng ta biết rồi. Và thưa các bạn, để trở thành một ngôi sao, bạn phải tự tỏa ánh sáng của riêng mình, đi theo con đường của riêng mình, và đừng bao giờ lo lắng bóng tối, bởi lúc đó là sao sáng nhất. Thưa các bạn, Tiên vô cùng thích cái bài hát Một đời người, một rừng cây của Trần Long Ẩn. Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người. Với Trần Lâm Ẩn, với tất cả chúng ta, với tất cả mọi người ở ngoài kia, một đời người là một rừng cây. Nhưng chúng ta ngồi ở đây, chúng ta làm nô kim. Một đời người, một rừng người, một đời người, nhiều rừng người. Trong những ngày gian khổ sẽ dần tan thành.